Sau mớ hỗn độn đa vũ trụ và màn trào sân của thế hệ siêu anh hùng mới như Yelena Belova, Kate Bishop, Kamala Khan, Phase 4 MCU sẽ đi về đâu? Lightyear, ngoại truyện của franchise Toy Story ăn khách, trở thành phim có doanh thu mở màn thấp nhất thương hiệu này, liệu có phải vì yếu tố LGBTQ? Sao nam Hollywood nào đang cân nhắc giải nghệ? Nán lại đến cuối để có lời giải đáp cho những câu hỏi vừa rồi nhé. Trước hết, cùng mở đầu bản tin với những hé lộ về tương lai vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong buổi phỏng vấn với Total Film mới đây, Chủ tịch Kevin Feige khẳng định hướng đi của MCU sẽ trở nên rõ ràng hơn khi Phase 4 dần đi tới hồi kết thời gian tới. Các tác phẩm thuộc Phase 4 đã ra mắt hiện có Black Widow, Shang-Chi, Eternals, No Way Home, Doctor Strange 2. Ở mảng truyền hình, ta có WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight và Miss Marvel. Tuy nhiên, người hâm mộ nhận thấy một điều rằng, không giống như các phim ở Phase 3, những tác phẩm này thiếu tính thống nhất trong mạch truyện và đang bỏ lửng quá nhiều. Ví dụ, Doctor Strange 2 đang dừng lại ở cảnh bác sĩ lạ bắt tay cùng Clea giải quyết những rắc rối mà đa vũ trụ mang tới. Arishim đang cân nhắc xử lý các Eternals bất tuân và xem xét số phận của trái đất. Hay một tế bào symbiote của Venom vẫn còn sót lại ở vũ trụ của nhện nhỏ Tom Holland. Những chi tiết không liên quan đến nhau như vậy khó mà dẫn đến một cuộc đại chiến như ở Infinity War. Theo lời Chủ tịch Kevin Feige, những khúc mắc này sẽ được tháo gỡ trong vài tháng tới khi những tác phẩm tiếp theo thuộc Phase 4 lên kệ. Trong đó bao gồm Thor, Love and Thunder, Black Panther, Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Guardians of the Galaxy 3, The Marvels, She-Hulk và Secret Invasion. Còn về một cuộc đại chiến hoành tráng cho hồi kết, người hâm mộ phán đoán rằng rất có thể đó sẽ là Secret Wars, cuộc chiến với quy mô còn lớn hơn Infinity War giai đoạn trước. Bởi lẽ, nó sẽ quy tụ cả Avengers, Spider-Man, Deadpool, Fantastic Four và X-Men. Trong đó, bộ tứ siêu đẳng và X-Men đã được đưa về MCU qua màn cameo của Reed Richards và Giáo sư X trong Doctor Strange 2 vừa rồi. Tấm màn bí mật về những gì diễn ra tiếp theo ở Phase 4 sẽ được vén thêm tại sự kiện Comic Con tháng 7 hoặc D23 Expo diễn ra vào tháng 9. Chúng mình sẽ cập nhật tới các bạn ngay khi có thông tin, nên đừng bỏ lỡ các số Phase News tiếp theo nhé. Tuần qua, một tác phẩm thuộc vũ trụ đồ chơi Toy Story vừa được trình làng. Cùng chúng mình chuyển sang bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, xem màn tái xuất này đưa anh bạn Buzz Lightyear bay cao, bay xa tới đâu nào. Trụ vững hạng 5 là The Boss Burgers Movie với gần 1,2 triệu đô doanh thu từ các nhà rạp. Có vẻ như cứ thêm tuần là bác sĩ lạ lại bị đẩy lùi một bậc. Doctor Strange in the Multiverse of Madness nhận về 4,4 triệu cùng vị trí thứ tư. Trung phận tụt hạng là Top Gun Maverick khi thu về hơn 44,6 triệu đô doanh thu, chiếm hạng 3. Trong khi giới hạn của chàng phi công Maverick dừng lại ở bầu trời thì Lightyear lại chinh phục cả vũ trụ, bay thẳng lên vị trí á quân với 50,6 triệu. Jurassic World Dominion vẫn áp đảo tại các phòng vé, tiếp tục giữ ngôi vương với 59,1 triệu đô. Bảng xếp hạng phòng vé Việt mở ra với Top Gun Maverick, phim thu về gần 1,1 tỷ đồng và đứng ở hạng 5. Vị trí thứ tư thuộc về Doraemon, Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon với doanh thu hơn 2,1 tỷ. Anh cảnh sát vũ trụ Lightyear tuần đầu ra mắt đã ấm về 4,7 tỷ đồng cùng hạng 3. Sức hút lớn như vậy, bảo sao có riêng một dòng đồ chơi mang tên anh trong Toy Story. Tiếp đến là Jurassic World Dominion, phim bảo toàn vị trí top 2 với 7,2 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Lại thêm một tuần bộ phim tiểu sử âm nhạc Em và Trịnh thống trị bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt với 26 tỷ đồng. Mang về thành công thương mại, nhưng còn hình ảnh trong lòng khán giả thì sao? Hãy ghé qua hai video so sánh phim ảnh và đời thực với review Em và Trịnh của chúng mình để có cái nhìn rõ nét nhất. Ở cả nhà rạp Việt Nam lẫn Bắc Mỹ, Lightyear đều không giành được ngôi đầu bảng. Dù vẫn lọt top 5, nhưng mức doanh thu của phim không được như kỳ vọng, khiến nó bị coi là một quả bom xịt của Pixar. Cùng đến với tin chính tiếp theo để tìm hiểu thất bại này là do đâu nhé. Tuần qua, anh cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear chính thức trở lại với màn ảnh rộng, nhưng đáng tiếc lại không đạt được hiệu ứng như mong đợi với mức doanh thu mở màn hơn 50 triệu đô từ các nhà rạp Bắc Mỹ. Con số này là không nhỏ, song so với các phần phim khác thuộc thương hiệu Toy Story thì nó quả thực không đáng kể. Hơn nữa, nếu xét đến chi phí sản xuất 200 triệu đô, cộng thêm chi phí phát hành tại rạp, phim cần thu về khoảng 500 triệu để được coi là sinh lời. Với doanh thu mở màn chưa tới 51 triệu, các chuyên gia cho rằng phim sẽ khó mà cán mốc 400. Từ đây, người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi, nguyên nhân do đâu mà Lightyear không thể bay tới vô cực và xa hơn nữa tại các phòng vé. Truyền thông cánh hữu không mất nhiều thời gian để hoan nghênh thất bại này, rằng đó là hiệu quả tất yếu của việc phim đã lồng ghép yếu tố LGBTQ. Ngoài ra, phía này còn cho rằng phim đã không mời diễn viên Tim Allen, diễn viên lồng tiếng cho Buzz trong series Toy Story trở lại chỉ vì ông là người thuộc phe bảo thủ, chứ không phải vì ông này đã 69 tuổi, trong khi Buzz trong Lightyear có lẽ chỉ bằng một nửa con số đó, và vì Buzz Lightyear này không phải một món đồ chơi mà là nhân vật mà món đồ chơi đó dựa trên. Nhưng với những người đã thực sự xem phim thì thật khó để tin vào những điều vừa rồi.
Thực chất, yếu tố LGBTQ gây tranh cãi trong phim chỉ là cảnh hôn đồng giới cực kỳ ngắn ngủi giữa nữ cảnh sát vũ trụ Alexa Hawthorne và người vợ của mình. Nhưng cũng chính vì khoảnh khắc ấy mà Lightyear bị cấm chiếu tại hơn 10 quốc gia châu Á và Trung Đông. Trước việc phim bị cấm chiếu tại một số quốc gia, nam diễn viên Chris Evans, người lồng tiếng cho nhân vật Buzz Lightyear, chia sẻ cảm giác thất vọng. Anh cho rằng nó đáng ra nên được coi là điều bình thường thay vì trở thành một đề tài tranh luận. Còn với những người cho rằng phim đang cổ suý đồng tính, anh nói, sự thật là những người đó thật ngu dốt, sẽ luôn có những người sợ hãi thay đổi và cố bám víu lấy những điều cổ hủ. Những kẻ đó sẽ dần tuyệt chủng như khủng long thôi. Tốt nhất là không nên quan tâm đến họ nữa, hãy cứ hướng về phía trước và đón nhận sự tiến bộ, phát triển, thứ làm nên phần người ở chúng ta. Nhiều khán giả đồng tình với đội trưởng Mỹ bởi nụ hôn ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, nó cũng đang phản ánh đúng thực tế cuộc sống hiện nay. Còn để nói về những lý do Lightyear thất bại thì chỉ một video là không đủ. Một nguyên nhân được đưa ra cho màn chào sân thất bại của Lightyear là vì khó xác định đối tượng khán giả mà phim nhắm đến. Trong khi Toy Story mang nội dung thân thiện với khán giả nhí, Lightyear lại có phần khó hiểu về đối tượng này vì chưa khái niệm giãn nở thời gian phức tạp. Mặt khác, câu chuyện và tông phim lại quá trẻ con đối với tệp khán giả lớn hơn. Bên cạnh đó, Lightyear không thành công như các phần Toy Story khác có thể là hệ quả của chính sự sáng tạo trong câu chuyện. Nó được coi là một bộ phim độc lập và chỉ tập trung vào Buzz Lightyear, đồng nghĩa với sự vắng bóng của Woody, Jesse, Rex, Slinky hay Mr. Potato Head, từ đó khó thu hút những khán giả yêu thích các nhân vật kể trên. Hơn nữa, các khán giả nhí thường không quan tâm đến tiểu sử nhân vật, trong khi Lightyear tách mình hẳn những món đồ chơi khiến Buzz trở nên hoàn toàn xa lạ với tệp khán giả này. Những gì còn lại là câu chuyện khoa học viễn tưởng về một anh cảnh sát vũ trụ chiến đấu vì lẽ phải, một motif đã quá cũ với cả phim hoạt hình lẫn live action. Còn nếu để so với mặt bằng chung các phim Pixar với cốt truyện và cách truyền tải, Lightyear chỉ xứng đáng là một phim tầm trung, không mấy đặc biệt hay nổi bật. Thời điểm phát hành phim cũng là một yếu tố đáng cân nhắc. Lightyear ra mắt khi Top Gun, Maverick và Jurassic World Dominion vừa trình làng được 1-2 tuần, còn chưa hạ nhiệt. Một bên là các tác phẩm để tri ân, đưa các nhân vật từ hơn 2 thập kỷ trước trở lại màn ảnh. Bên còn lại giới thiệu một phiên bản Buzz Lightyear lạ hoắc. Chắc các bạn cũng đoán ra được cán cân nghiêng về bên nào. Chúng mình xin phép chỉ tiết lộ đến đây thôi. Muốn biết thêm về Lightyear, hãy tự mình ra rạp trải nghiệm và đón xem video review tác phẩm này trên sóng phim thời gian tới. Còn bây giờ, theo mình chuyển sang phần điểm tin với những cập nhật mới nhất về Dune 2 và series Snowpiercer. Lea Seydoux tham gia Dune Part 2. Theo tin độc quyền từ Deadline, Lea Seydoux đang đàm phán tham gia phần 2 Dune, tác phẩm nổi tiếng là khó chuyển thể, cùng dàn cast được xác nhận trước đó, bao gồm Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh và Christopher Walken. Được biết, bông hồng Pháp được nhắm cho vai Lady Margot, một nhân vật cộm cán trong phần 2, người để lại lời cảnh báo cho mẹ của Paul Atreides về sự phản bội đang chờ đợi họ khi tiếp quản Arrakis từ tay nhà Harkonnen. Series Snowpiercer kết thúc với mùa 4. Mới đây, đại diện của kênh TNT xác nhận chuyến tàu băng giá Snowpiercer đang dần đi tới chặng cuối. Tin tức series sẽ kết thúc với mùa 4, thay vì làm người ta tiếc nuối, lại khiến một bộ phận người hâm mộ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Họ cho rằng phim đang bị vắt sữa, càng về sau càng lê thê. Snowpiercer là series dựa trên tác phẩm điện ảnh cùng tên của đạo diễn Bong Joon-ho, lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế, kể về một chuyến tàu chở những tàn dư cuối cùng của nền văn minh nhân loại. Chuyến tàu băng giá không phải đối tượng duy nhất đang tiến dần tới sân ga Vĩnh Quyết. Với Brad Pitt, đây cũng đang là chặng cuối trên sự nghiệp diễn xuất của anh. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ, nam tài tử Brad Pitt bày tỏ ý định giải nghệ khi nói rằng mình đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp và đang cân nhắc xem nên làm gì với nó. Nhìn lại chặng đường Brad Pitt đã đi qua, anh bắt đầu diễn xuất từ cuối những năm 80, đến nay đã bỏ túi hơn 70 vai diễn lớn nhỏ. Trong đó, phải kể đến sự góp mặt của anh trong những bộ phim kinh điển như Fight Club, Inglourious Basterds hay Once Upon a Time in Hollywood, tác phẩm đã mang về cho anh tượng vàng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2020. Không dừng lại ở đó, những năm gần đây, nam tài tử còn dành thời gian đằng sau máy quay với công ty sản xuất Plan B Entertainment của mình và cho ra mắt những tác phẩm để đời như 12 Years a Slave, Moonlight và Minari. Sau một thời gian vắng bóng vì đại dịch Covid, mới đây, nam diễn viên 59 tuổi đã trở lại màn ảnh với vai cameo trong The Lost City, xuất hiện cùng Sandra Bullock và Channing Tatum. Ngoài ra, anh đảm nhận vai chính trong Bullet Train của David Lynch và Babylon của Damien Chazelle, hai tác phẩm dự kiến phát hành vào hè và dịp Giáng sinh năm nay. Thế nhưng người hâm mộ còn chưa kịp vui mừng trước sự trở lại của Brad Pitt thì đã nghe hung tin việc anh cân nhắc giải nghệ. Tuy nhiên, hồi 2011, Brad Pitt cũng từng chia sẻ dự định giải nghệ trong vòng 3 năm. Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra nên khán giả có thể kỳ vọng rằng đây khả năng là một hình thức PR để công chúng tập trung vào những tác phẩm thời gian tới có sự tham gia của Brad Pitt mà gần nhất là Bullet Train phát hành ngày 5 tháng 8. Bạn thích những tác phẩm nào có sự góp mặt của Brad Pitt? Phim có nên làm riêng một video về sự nghiệp hay top phim của nam tài tử không? Đừng ngại để lại ý kiến đóng góp phía dưới phần bình luận.
Sự trở lại của Stranger Things với câu chuyện về một đám trẻ bị đem ra làm thí nghiệm khiến mình không khỏi liên tưởng đến một tác phẩm từ xứ kim chi từng làm mưa làm gió một thời, The Witch Part 1, The Subversion. Và nếu các bạn yêu thích The Witch thì chúng mình có tin vui đây. Tiếp nối câu chuyện còn đang dang dở ở phần 1, The Witch 2 xoay quanh cô gái duy nhất sống sót sau khi viện nghiên cứu bị tàn phá. Cũng giống như Koo Jae-yoon ở phần phim trước, nữ chính phải không ngừng trốn chạy khỏi những thế lực muốn mang cô về, tiếp tục làm cỗ máy giết người. Nếu 3 năm trước, The Witch Part 1, The Subversion làm nên tên tuổi của tân binh Kim Dami, thì đến phần 2 sắp tới, cô sẽ chỉ đóng vai trò cameo và nhường lại spotlight cho một gương mặt mới, Shin Sia. Liệu rằng nữ chính có giành được tự do và cái giá phải trả là gì? Lịch sử liệu có lặp lại, The Witch 2 liệu có làm nên tên tuổi tân binh Shin Sia như với Kim Dami? The Witch Part 2, The Other One, tranh làng vào mùng 1 tháng 7 tới sẽ cho chúng ta câu trả lời. Làm phim tiểu sử, cân bằng giữa yếu tố chân thực và kịch tính hóa đã khó, làm phim tiểu sử âm nhạc còn khó hơn. Trong đó, cái nan giải nhất thuộc về người diễn viên, bởi ngoài hành động và câu thoại, diễn viên còn phải đảm bảo được thần thái sân khấu của những tượng đài bất hủ. Ấy thế mà Austin Butler đã vượt qua rào cản đó, thành công hóa thân thành một ông hoàng nhạc rock đa sắc, từ một cậu trai rụt rè tới một ngôi sao rực rỡ trên sân khấu. Bên cạnh khắc họa chân dung và thuật lại hành trình của Elvis, phim còn phản ánh nền văn hóa đại chúng đang trên đà phát triển ở một xã hội Mỹ rối ren lúc bấy giờ. Nhưng lý do trên liệu có đủ để thuyết phục các bạn ra rạp xem Elvis chưa nhỉ? Bản tin phê phim news xin được khép lại tại đây. Chúng mình có bỏ lỡ drama hay sự kiện nào các bạn quan tâm không? Đừng ngại để lại bình luận, cập nhật cho phê phim và các bạn khác phía dưới. Cảm ơn vì đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. May the force be with you. Make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.